sự khác biệt ở một trận chung kết. Lại thêm một tình huống mà trọng tài anh Samani phải nhắc nhở đối với các cầu thủ của U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Hùng Dũng ra bóng vào. Đó là tiến lên. Góc quay vừa rồi đã cho chúng ta thấy được gương mặt của Tiến Linh, nhưng có lẽ đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã mở tỷ số cho U22 Việt Nam ở trận chung kết ngày hôm nay. Đúng là những tình huống cố định đang mang lại sự khác biệt rất lớn cho U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30. Rất chính xác khi mà có đến hai chiếc áo trắng đã bật nhảy rất thoải mái ở tình huống không chiến vừa qua. Đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã chạm bóng cuối cùng và đánh đầu tung lưới của thủ môn Nadeo. Đó là bản lĩnh của các cầu thủ U22 Việt Nam.